Xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Thì hiện tại bây giờ mình đang đi làm, mình đã đi làm về rồi các bạn. Mình đang đứng ở cái apartment của mình. Đã thấy chuẩn bị hoàng hôn luôn rồi. Đã thấy ánh nắng buổi chiều đẹp không? Nói chung á thì ngày hôm nay á thì mình vừa đi làm về mà bất ngờ lắm. Ở apartment của mình có xuất hiện vài người lạ. Bây giờ mình muốn quay chia sẻ cho các bạn cùng xem luôn. Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu, nói chung là đi đột nhập xem hôm nay người lạ nào dám đến avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn bí mật đi theo mình nha. Mời ai? Đây các bạn, cái phòng này là bữa giờ là đóng cửa. Bây giờ mở cửa nữa nè. Hả? Đâu đây? Đây là có mấy người lạ. Mấy người lạ hôm nay là đột nhập vào ba tổ mình nè các bạn. Đây ba người nè, tướng to to không, không dám làm gì hết. Tưởng đâu tướng yếu yếu vô hù này nọ. Tướng này bự bự không các bạn. Thấy chưa? Nói chung á hôm nay thì ba người này chính là ba người mới các bạn, mới đến mới về Abato luôn. Em Lâm đúng không? Đây là ba cô hai. Không, người nhớ người người đi sau là cô hai các bạn. Rồi. Bây giờ rồi, vô đây gặp luôn á. Vô đột nhập cái phòng này để khám phá xem cái phòng. Cái phòng mới ở Abato mình như thế nào nha các bạn. Má phải luôn. Nếu không tin được. Đây là thanh niên Vương nè. Xuất hiện vlog của mình rồi nè. Làm gì Vương? Làm máy nấu lòng chả nấu. Ôi mới về mà xiên cái đó. Bụng quá, sáng ăn nhiều kìa. Nấu ăn luôn. Sớm giờ đâu có rửa đâu. Cháu nó bị ngẹt. Các bạn thấy phòng mới không? Ngẹt chả này nó đâu xuống đâu. Chạy ngoài luôn. Bây giờ bị ở đâu rồi? Đây là anh Trân nè. Bữa cũng xuất hiện rồi. Khỏe không anh? Bình thường. Bình thường. Hôm nay về đây thấy sao? Thấy thì cũng chưa biết, em mới về rồi. Thấy phòng ốc rồi sao? Phòng ốc thì cũng ok. Đây là thanh niên Trí nè. Hello. Chơi sexy luôn ha. Đột nhập vô trong coi. Ôi phòng có hồ lô nữa nè các bạn. Mang từ Việt Nam qua luôn. Nói thiệt, đây là cái phòng mà mới dọn dẹp mà mấy thanh niên vô đang sửa soạn dọn dẹp nữa các bạn. Ôi, ngoài đây có hồ lô treo nè. Bây giờ qua Nhật Bản mà thấy cái hồ lô này các bạn thấy độc chưa? Ở đây là cái view mà trước Abato của mình. Chung là phòng chưa có bài biện gì hết. Đây nè các bạn. Trí ơi mình hả Trí? Em ăn mình. Đây thanh niên nè ăn mình. Đây là Phương với anh Trân ở chung phòng bên này. Ở Abato mình là phòng 3 người vậy các bạn. Một bên là 2 người, một bên là 1 người. Bên 2 người thì có máy điều hòa, bên 1 người thì không có. Không có nước gì mà bỏ xài. Anh thằng biển. Ủa gì có một cái nồi cơm điện vậy? Có ba người tắm được chứ. Ba người ba cái sao có một nồi cơm điện? Đó một cái đó. À đem vô phòng luôn à. Đang nấu tại vì không có đồ, không có chỗ ghim. Ủa ông không có đưa cái đầu ba chui hả? Chưa, chưa đưa nữa. Có, đầu ba chui nữa. Mày sao ghim ở đâu? Ba chui phải dây đâu vừa. Ừ thiết kế vậy rộng nè, thiết kế hai tủ lạnh 4 phòng không? Mà tại tủ lạnh nào phòng nó gì của em? Hello. Quay người sexy mở ra khoe nữa, ai kêu mở đâu. Đây là gái xinh nhất ở ba toàn mình đó các bạn. Biết giặt không? Biết giặt không? Mình không biết giặt, cái máy giặt mà. Mà biết bấm không? Bấm lúc nào đâu, bấm lúc nào rồi? Này. Đồ mẹ lúc độ không biết cái. Rồi lúc nào nữa? Vậy thôi xong chứ. Chưa. Biết này là gì không? Chưa có nhảy mà, chưa có chạy mà. Biết này là cái gì nữa? Nó chạy nó phải quay nó đổ nước xuống. Đó, ừ bấm vô. Giờ có gì đi. Cái này khác cái bên kia không biết luôn. Hồi nãy cũng một người qua dĩ rồi mà không biết đường luôn.
Sao hỏi? Tủ lạnh chưa? Đủ rồi, ba cái. Bấm nút bự nút này là nó chạy nè. Nếu tủ lạnh thì tôi nhớ lấy cái tủ lạnh kia luôn. Không thấy luôn. Rồi. Chưa, nó chạy nó phải khởi động nên nó quay nó đổ nước xuống mà. Rồi. Giỡn ăn xỉu. Xả nước chưa? Ừ, phải mở nước. Ôi đó. Trời ơi. Nãy giờ chưa mở nước hẹn cho nó im ru. Xả hết đánh luôn. Nó chạy là nó phải xả nước, nó có nước nó mới chạy được. Bấm nút này nè, bấm cycle. Zombie nè má. Ủa cái này bỏ rồi vậy? Không, cái này đổ lại. Đúng đây đụng mớ mà. Lấy xe bao nó lao lại. Tưởng đâu bỏ đem vô công ty để. Anh Thơm anh định kêu ông Tu Ri lấy cho anh cái mà. Mùa đông tới rồi. Đây là ông quản lý chuẩn bị bento cho mấy bạn luôn nè. Cái này cái bento đem cơm theo nè các bạn. Nói chung thì hôm nay thì có mấy bạn mới về Abato của mình các bạn. Mình nói cô hai quen cái miệng á, có nhiều bạn lại nói chung là nói mình nửa nạt nửa mở, nói người Việt nghe không hiểu. Thì tại mình cũng quen cái miệng á các bạn, xin lỗi các bạn nha. Thì hôm nay có mấy người bạn mà về Abato thì mình cũng quay chia sẻ cho các bạn thấy như vậy. Thì cách bố trí phòng ở bên Abato của mình ra sao. Nói chung là mới thì nó còn rất là đẹp, nhưng mà vài thời gian sau thì tự nhiên nó sẽ hết đẹp rồi các bạn. Thì nói vậy thôi. Thì cũng cảm ơn các bạn hôm nay đã xem video của mình. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và cuối tuần gặp nhiều may mắn. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Các bạn cảm thấy thích thì nhớ like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh và ấn cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Thời gian tiếp theo mình cũng nói các bạn ở đó mình chia sẻ rất là nhiều về công việc. Nên là các bạn hãy nhớ theo dõi nha, để mình hiểu hơn về công việc cũng như là cuộc sống ở bên Nhật. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.